Tôi dự định là muốn đầu tư một khoảng đất ở dưới tỉnh, ở dưới Bến Tre. Thì tôi nghe nói là khi mà mình ở có hộ khẩu thành phố thì mình sẽ không được mua đất ở dưới tỉnh. Cụ thể đây là một cái đất mà gọi là đất trồng trọt, nhưng mà 300 mét vuông và có 100 mét là đất thổ cư. Thì họ mới đề nghị với tôi là bây giờ làm cái giấy là giấy chuyển nhượng, coi như là ủy quyền toàn bộ quyền sử dụng, quyền thừa, quyền mua bán, tất cả các quyền thôi, đừng có sang tên, bởi vì là có hộ khẩu thành phố thì không được phép mua đất trồng trọt ở dưới tỉnh. Thì nếu như mà tôi mua cái đó và chỉ làm cái giấy ủy quyền thôi, và thời hạn ủy quyền là 5 năm, thì họ nói là sau thời gian đó, trong thời gian mà 5 năm đó, nếu mà bất cứ lúc nào tôi bán lại thì tôi sẽ là người được ủy quyền trên đó, và tôi sẽ được phép bán cái đó. Thì có đúng hay không, và nó có rủi ro gì không khi mà thực hiện như vậy? Dạ, xin cảm ơn. Chào anh Thiện. Tôi khuyên rằng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ ra một khoản tiền rất lớn, đúng không ạ? Bởi vì bất động sản thì luôn là những khoản tiền lớn để mà chúng ta chỉ nhận được một cái giấy ủy quyền. Bởi vì cái tính rủi ro của nó là rất là cao, rất rất cao. Chúng ta không thể mua một mảnh đất mà người kia chỉ viết cho mình một cái giấy ủy quyền trong vòng 5 năm. Sau 5 năm thì sao ạ? Sau 5 năm thì chúng ta mất miếng đất thì sao? Chúng ta không có giấy tờ để đòi. Nếu chúng ta kiện ra tòa cũng không được nữa, bởi vì họ đang là người đứng chủ, đứng tên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó. Thế cho nên là nếu chúng ta có hộ khẩu thành phố thì đúng là hiện nay theo các quy định thì chúng ta không không có thể không được mua cái đất nông nghiệp. Chứ còn đất thổ cư thì vẫn mua được anh nhé. Nhưng mà mua để ở thì được mà. Nhưng mà để tránh cái việc rằng là những người không không làm công tác, tức là không phải là nông dân, không phải là người 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 làm việc về 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 nông nghiệp nhưng lại đi thu gom đất nông nghiệp ở các tỉnh, dẫn đến việc là rối loạn giá đất và đảm bảo an ninh về mặt lương thực. Cho nên là một số ủy ban nhân dân tỉnh và luật có quy định như vậy là người thành phố không mua được. Thế thì như này, anh có thể tôi vẫn khuyên rằng là chúng ta không, anh có bố hay mẹ hay anh Người em thân ruột trong gia ở đình, gia đình ở dưới đó không? dạ không ạ, dạ không ạ, tất cả là thành phố hết ạ. Thế thì anh không hề có một người quen nào ở Bến Tre mà anh, người trên thành phố, anh lại về tận Bến Tre để anh mua với lý do đầu tư phải không anh? Dạ đúng rồi, là đầu tư. Vâng. Thế thì thôi, bây giờ quyết định đầu tư như thế nào thì tùy anh, đúng không ạ? Dương không có quyền và có trách nhiệm để phải tư vấn vì nó khó lắm vô cùng. Thì bây giờ chỉ nói về mặt pháp lý, mình xin trả lời là không nên mua theo hình thức đó. Và với tư cách cá nhân thì mình khuyên anh Thiện là đừng bao giờ mua theo cách đó. Anh có thể là thôi mua bây giờ thôi, tôi không đầu tư đất nông nghiệp nữa mà anh sẽ mua toàn bộ số tiền của anh vào những mảnh đất thổ. Nhưng những mảnh đất đã là đất ở rồi thì anh được quyền sang tên anh. Nhưng mà tức là họ làm cái đất đó, đất trồng cây, anh thưa thưa anh Dương, là Đất đất trồng trồng cây là đất cây nông xong nghiệp thôi. rồi. Dạ, Dạ đất 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 còn trồng cây là đất nông nó nghiệp. có 100 mét trong cái giấy sổ đỏ đó, họ ghi rất Nếu rõ không thì cái anh dòng nói thế đất. này, nếu không thì anh nói với họ có một cách, đó là anh nói với họ là làm thủ tục chuyển mục đích toàn bộ cái phần đất trồng trọt đó lên đất thổ đi. Sau đó anh sẽ mua với giá cao hơn. Thì như vậy là họ sẽ làm cái thủ tục đó lên Ủy ban nhân dân huyện để chuyển mục đích từ cái đất nông nghiệp đó sang đất thổ, thì phải đóng một cái khoản tiền gọi là tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Thì anh có thể là ứng cho họ hoặc là họ tự đóng tiền vào đấy, sau khi đất nó thành 100% đất thổ rồi thì họ sang tên anh và anh mua với giá cao hơn. Vâng, thì lúc đấy anh cũng mua được toàn bộ là thổ thì nó rất là tốt cho anh. Và người ta thì là mà anh lại được đứng tên miếng đất thì nữa rất là tốt cho anh. Và người ta thì có thể người ta đóng thêm tiền sử dụng đất khoảng độ 200 nghìn một mét thôi, nhưng người ta bán cho anh đắt thêm 300-400 nghìn thì người ta, người bán người ta cũng có lợi và anh thì cũng có lợi. Đấy, rất là tốt. Và theo phương án đấy đi anh Thiện. Dạ dạ em hiểu rất rõ rồi, cảm Vâng, ơn chị Dương. chào anh.